Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lyya vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà mình là 15 cây sứ ghép. Giá cây em bán hôm nay từ 80 ngàn cho tới 130 ngàn một cây. Hàng em ship đi là 2 cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Rồi, mình có cây số 1. Cây số 1 là ghép giống Việt Cát nha. Cây mình đang vô nụ khá là nhiều. Cây ghép 9 bo. Hoành cũ của cái củ này á là nó cỡ 2,5 gần tay mình vòng lại, giá 80 ngàn. Việt Cát là giống này có hương thơm ạ. Rồi tới số 2 là ghép 2 giống luôn. Cái cây này cái mắt ghép nó lên là tựa ra khá là dài. Cây ghép 2 giống lưỡng nghi, 5 cánh hoa đang nở này nha. Cái giống này là hoa rộ chùm luôn, và rồng đen 3 lớp màu đỏ đậm, cánh viền đen. Cây được ghép 9 bo. Hoành củ này là vượt mốc 60, củ cơ bắp, giá 130 ngàn. Cái lô củ này là củ mình già lắm nha cả nhà. Lô củ già và bo ghép nè, bo khỏe chắc. Rồi em tiếp số 3 ha. Số 3 là ghép 2 giống 2 màu Đun Han. Đun Han là màu vàng, cánh viền hồng, giống này hoa chuyển màu nha. Và đây, cái này là tuyết kiều. Đây là hoa tuyết kiều nha. Cây được ghép là 5 bo 4 bo Đun Han, 1 bo tuyết kiều. Nhánh tuyết kiều này dài hơn 2 gang tay mình luôn. Cây 5 bo 100 ngàn. Số 4, hỏa sơn. Hỏa sơn màu đỏ, cây 6 bo, hoành cũ tầm 58, giá 130 ngàn. Số 5, xuân ý, hoa màu vàng cam, cánh viền hồng, giống này có hương thơm, cây 8 bo 130 ngàn. Vô chậu 10 nha. Số 6 là yến nhi chính màu tím sọc. Yến nhi chính mình 5 bo, 130 ngàn. Tới số 7, tỏa dương màu vàng, có lem đỏ. Tỏa dương là một giống này có hương thơm luôn, hoa 2 lớp. Tỏa dương là ghép là 6 bo, hoành cũ nó cỡ 3 gang tay em vòng lại, 100 ngàn. Số 8, cung điện. Đây, cung điện có hoa đang nở luôn nè cả nhà. Cây cung điện cũ này dạng dáng nằm nha. Cũ dáng nằm vô vỏ C10, ghép là 6 bo, 130 ngàn. Số 9 là Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Đây, hoa nó ra là hoa chùm rộ như thế này đây ạ. Cây Vân Huế 7 này mình ghép 6 bo nha, 130. Số 10, Nguyệt Cát. Đây, hoa Nguyệt Cát đang nở luôn nè cả nhà. Hương thơm lắm ạ. Có gân đỏ nha. Cây Nguyệt Cát này được ghép 8 bo, hoành cũ cỡ 3 gang tay mình vòng lại, 100 ngàn. Số 11, Kim Lân. Kim Lân đỏ rực rỡ luôn nè. Kim Lân mà lúc hoa rộ á là nhìn mê mắt luôn á. Màu hoa nó rất là sáng, trắng, đỏ, sáng. Cây ghép 5 bo nha. Kim Lân 5 bo vô vỏ 10 luôn, 100 ngàn. Số 12. 12 là 2 giống Phương Lâm Vàng, hoa 3 lớp màu vàng và ra sa phát. Mình dòm ra sa phát nó đang ra hoa nè cả nhà. Cây là nhìn nở hoa là rộ luôn, chùm nụ của nó nè. Chỉ nhìn thấy hoa là hoa thôi. Ra sa phát và Phương Lâm Vàng nha. Số 12 ghép 10 bo, hoành cũ tầm 60, củ cơ bắp. Giá của nó là 130 ngàn. Số 13 ghép 2 màu nữa. Cái lô này là cây 2 màu nhiều. Số 13 là Phú Lộc, 3 lớp màu đỏ đậm, cánh viền. Và Hòa Khánh màu tím sọc, cây ghép 11 bo, 130 ngàn. Vô chậu 10, cứng chậu luôn á. Số 14, 14 là Ruby bo vàng. Ruby bo vàng, cái nhánh đó là vàng này nha. Cái này về mình chiết rin là nó ra xứ củ vàng luôn. Chiết rin trồng một thời gian mấy cái củ nha. Cây 6 bo. Cái củ này thì bị cái vết sẹo xíu nè. Sẹo đã lành rồi nha. Ghép 6 bo. Hoành củ nó là tầm trên 3 gang tay em vòng lại.
Cây này là ruby bo vàng nha cả nhà, 100.000, hoa năm cánh màu đỏ đó. Rồi tới 15. 15 là ngọc khuê, hoa màu vàng đậm luôn nè, vàng đậm có lem tí đỏ. Ai yêu thích vàng đậm thì chọn màu hoa này ha, giống này. Ngọc khuê đang vô nụ nhìn mê mắt luôn. Cái này chừng vài ba bữa nữa thì em nó bung ra vàng rực rỡ luôn nè. Củ thì to, hoành củ này cỡ mốc 60. Củ này thì nó lên ánh vàng bao nhiêu đây, nhưng không biết là có lên nữa hay không ha. Kỳ này chơi sổ số luôn. Củ đang lên vàng thế này em đã bán 130.000 luôn nha. Ghép 7 bo ngọc khuê. Anh chị nào thích sưu tầm cái dạng củ này thì mình chốt cây này ha. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 15 cây. Hàng em gửi đi là 2 cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Và cách ship hàng của bên em á là khách nào ở gần nhà xe Tô Châu thì em sẽ gửi xe đoàn Tô Châu cho mình nha. Hàng đi Tô Châu thì cây để nguyên chậu. Đến nơi nó sẽ nhắn tin hoặc gọi điện mình ra chành nó, mình nhận cây. Còn khách ở xa thì cây em sẽ nhổ đất, nhổ ra vũ sạch đất, đóng thùng đi bưu điện. Hàng đi bưu điện thì sẽ giao tận nhà cho mình luôn. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi á. Và cả nhà thấy ai chưa bấm đăng ký kênh của em á thì mình hãy bấm đăng ký ha, bấm đăng ký ủng hộ kênh của em. Và mình đăng ký thì để chi? Để mỗi khi mà em đăng cái video mới lên thì nó sẽ báo cho mình để mình tiện theo dõi. Mình theo dõi được những cái video mới nhất của kênh em đăng lên ạ. Rồi em xin cảm ơn cả nhà.